Một chiếc túi đã cùng đồng hành với Thợ Da đến nay là một thập kỷ. Vậy trong một thập kỷ vừa qua, New Fit đã làm được những gì và đạt được những gì ạ? Đó chính là ba điều đẹp mà Thợ Da muốn chia sẻ với các chị trong video clip dưới đây. Đầu tiên chính là đẹp dáng. Đẹp dáng với thiết kế đeo chéo. Đẹp dáng với thiết kế xách tay. Đẹp dáng với thiết kế đeo vai. Và cuối cùng là đẹp điệu trong thiết kế cầm tay. Ngoài bốn kiểu đẹp dáng ra, Thợ Da cũng luôn chăm chú và chăm chút vào những cái đẹp da của mình. Đẹp da ở đây được hiểu là chất liệu của Lecas, hoàn toàn sử dụng bằng chất liệu da bò lớp 1, được Lecas bảo hành chính hãng trọn đời tại Lecas Leather, nên khi mình mua và sử dụng, các chị hoàn toàn có thể yên tâm với một chiếc túi ví đồng hành với mình trong một khoảng thời gian dài. Từ những kiểu đẹp dáng kết hợp với sự đẹp da trên sản phẩm, Thợ Da mang đến cho mình một sản phẩm có mức đẹp giá. Đẹp giá được hiểu là một trong những cái sản phẩm sử dụng chất liệu tốt nhất là da bò lớp 1, cùng với 4 kiểu đeo khác nhau và mức giá sản phẩm còn chưa tới 1 triệu. Tính ra một kiểu đeo của anh chị còn chưa tới 250.000 cho một kiểu đeo. Và đó chính là lý do vì sao mà đến nay, 10 năm rồi, New Fit vẫn còn được các chị yêu ái, yêu thích. Và nếu các anh chị quan tâm đến một sản phẩm đẹp da, đẹp dáng, đẹp giá thì hãy comment ngay dưới clip này của Lecas với cú pháp là N21 rồi cách số điện thoại để Thợ Da Lecas có thể gửi nhanh chóng tới cho các anh chị những sản phẩm của New Fit rất là xinh xắn và điệu đà đây ạ.